khuyết điểm gì? Nóng tính chị, bình thường rất là dễ thương mà nhưng mình đụng một cái là nó sụ lông lên. Chưa có quen ai, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn chị ơi. Em hơi ghen quá mà với tuần đó em đang nghi đó. Mời đàn trai. Mời em trai ngồi. Và xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Bây giờ em trai giới thiệu mình cho bên kia nghe nha. Dạ, trước tiên em kính chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia và tất cả quý vị có mặt tại hội trường hôm nay. Thì em tên Trần Trọng Nhân, em sinh theo nếu mà giấy tờ thì em sinh năm 1987 mà tuổi thật của em là sinh năm 1985. Thì hiện tại quê của em thì ở Long An, hiện tại em đang làm việc ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhân làm gì Nhân? Dạ em là nghề nghiệp chính của em là kỹ sư cơ khí và hiện tại em là làm việc văn phòng bên giám sát sản xuất, bên công ty em sản xuất bên nhà kết cấu, nhà tiền chế. À, dạ. Sắt tiền chế này kia đó ha. Dạ. Là kỹ sư. Dạ. Chào bạn nữ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về bản thân mình. À, em chào mọi người. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào em. Chào bạn bên kia là em. Dạ. Tên là Thanh Diễm. Hiện em 31 tuổi rồi. Em hiện đang làm việc ở Bình Chánh. Em làm Bình Chánh à? Bình Chánh gần em. Kiểm soát viên ở một ngân hàng ở Bình Chánh. Quê em ở đâu? Quê em ở Long An chị. Ở Long An? Dạ. Huyện nào vậy em? À, huyện Cần Đước. À, anh biết. Rồi bây giờ Diễm nói về bản thân mình, về điểm mạnh, điểm yếu của em. À, điểm mạnh của em là một người tình cảm, kiểu như một người của gia đình đó chị. Ừ. Sống rất là chân thành, hiền. À, hiền giống anh rồi. Vậy còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm thứ nhất của em là hơi khó tính á. Khó tính. Không biết sao nữa, ai người đầu tiên nào nhìn em á thấy em cũng là bé này khó gần. Thực chất là lạ thì em ít nói chuyện lắm, em không biết bắt chuyện nói chuyện như thế nào. Nhưng mà mấy người thân á thì em nói nhiều lắm chị ơi. Rồi còn gì nữa, khuyết điểm gì? Nóng em? Tính chị, em rất là nóng cỡ nào? Hồi xưa em rất nóng tính, như chị tưởng tượng con nhím vậy. Bình thường rất là dễ thương mà nhưng mà đụng một cái là nó sụ lông lên. Dạ. Dạ, tính của em là rất là thẳng tính. Ừ. Có gì em nói đó à. Thế lúc mà nóng á chị, mình làm nói người khác ra, tổn thương. Đúng rồi. Ừ. Thì em cũng đang sửa đổi cái tính đó của em. Những cái chuyện gì mà nóng á em bỏ qua bớt. Ừ. Rồi, giảm bớt. Đúng rồi, chị thấy lên là như vậy. Mời bên kia nói điểm mạnh và điểm yếu của mình nè, bên đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của em đó là không có hút thuốc chị. Rượu bia em chỉ uống ít thôi, uống chừng khoảng 1-2 lon là chắc quắc gầu rồi đấy. Không có tính lăng nhăng, rồi biết nấu ăn, biết làm những việc trong gia đình. Thì tốt. Dạ. Còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì trong những cái ưu điểm của em thì cũng có một phần khuyết điểm đó là không biết uống rượu. Nhiều khi trong công ty tổ chức á thì em cũng đi uống, mọi người cũng nói sao mày không biết uống, mày uống ít quá mày. Rồi ít nói, trầm. Nhiều khi gặp bạn gái, nhiều khi mới quen á, em cũng ít nói lắm, ngại không biết mình nói gì. Dạ. Hơi nhút nhát trước đám đông này kia ha. Dạ dạ. Rồi không được cao to đẹp trai như là những người mẫu anh Quyền Linh vậy. Em chỉ cao 1m65 thôi nha. Nặng 60kg. Đó anh yên tâm, em đây cũng có mét tầm mấy. Dạ, cảm ơn em. Đầu hơi hói tí, chắc hói có lẽ hồi xưa anh. Do lúc đó còn phải học bài nhiều nên em uống trà là thức khuya. Thì người ta nói uống trà thì tốt cho tóc, cho da, chứ em uống nhiều quá nên tóc em mới đi luôn hay sao. Đi luôn là... Hơi hói hói. À. Hói hiền hòa. Dạ. Hói dễ thương được chưa? Bên kia có phản ứng gì với hói không? Em nghĩ chắc không sao đâu, có đó vấn đề ngoại hình của người khác. Em cũng không đánh giá nhiều. Hay đó. Em phải thương yêu những người hói hói. Bây giờ mình hãy cho biết được là mình có mấy mối tình rồi em trai? Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào mà sâu đậm hay là cái chỉ gần quen sơ sơ ạ. Sơ sơ là quen sao? À, trong đó là trong một lần đi du lịch ở công ty ở Vũng Tàu anh, thì sau khi mọi người ăn tối cùng đi dạo biển ngắm biển ấy, thì tối về em cũng bật cái chế độ Zalo đó. Tại em càng quét xung quanh thì có quen ai không. Thì em cũng thấy cũng có người dễ thương đó, thì em có nhắn tin nói chuyện mà không ai nói chuyện, chỉ có một bạn đó nói chuyện với em thôi. Thì hai người cũng có nói chuyện, thì quen tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng á, thì em có nói với gia đình là người đó có gia đình nên gia đình không có đồng ý, nên em với bạn đó cũng giờ không có gì luôn. Có gặp nhau không? Dạ không, anh do bạn đó ở xa nhà ở dưới Cà Mau thôi. Ủa vậy đâu phải tình yêu đâu? Dạ thì em chỉ có một mối đó nào hiểu cả. Đó hả? Dạ. À, Nhân ơi. Dạ em chào chị ạ. Vậy mình nắm tay ai chưa? Dạ đó giờ em chưa có quen ai, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn chị ơi. Tình hình tình duyên bên đây là vậy đó, còn mới nói sao? Tình trường của em thì như thế nào? Em trước có quen một bạn cũng lâu rồi chị, cũng 3-4 năm rồi. Thì mối tình đó cũng kéo dài được cũng 5-6 tháng gì đó. Chia tay em nghĩ là phần lớn do em thôi.
Tại vì lần đầu tiên mình quen mà mình đâu có biết thể hiện cái cảm xúc của mình. Kiểu như là cái gì mình cũng không nói trơn. Thành ra cái bạn bên kia bạn cũng không biết. Đến một cái giai đoạn nào đó em cảm giác em mệt mỏi quá đi. Thành ra chia tay cái mối quan hệ đó. Vậy thì hôm nay tới với chương trình, em mong muốn một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Em muốn một người là ngoại hình cũng ưa nhìn một tí, tính tình hơi trầm. Tại vì em là khi nó nóng tính thì em muốn một người trầm để hỗ trợ cho nhau một xíu. Để kìm em bớt lại. Kìm em bớt. Cái yêu cầu anh đó thì em trai thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy từ chắc khoảng 70% anh. 70% đúng không? Dạ. Còn ngược lại em mong muốn một mẫu hình lý tưởng một cô gái như thế nào? Em chỉ cần một người bạn gái nhìn vào dễ thương, hiền, biết quan tâm, chia sẻ những công việc khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ồ, chào em gái. Dạ em chào anh. Dễ thương quá. Em có phải là một người có tính ghen tuông gì không? Ồ, em hơi ghen quá mà với tuần đó em đang nghi lắm. Ghen chắc anh nghĩ em khỏi lo đi. À thôi anh không tính lăng nhăng đâu. Chỉ yêu ai yêu một người thôi chứ không có tính nhiều. Vì ví dụ như là Nhân đi có bạn gái rồi nhưng mà lâu lâu lên Zalo quét nhẹ cái nó quét rồi tìm xung quanh rồi vậy thì em cảm thấy sao? Chưa quen biết gì em không sao nhưng mà quen em rồi mà làm vậy là em không chịu đâu chị. Dạ chị ơi, Zalo về em ít xài lắm, Zalo chủ yếu làm việc trong công ty thôi. Thật sự là nếu mà hai người có một mối quan hệ với nhau rồi thì phải kiểu như đó, là đó ta chưa có người yêu ta càng dạ, quét Zalo rồi. Rồi anh thấy cũng ổn á. Ổn dạ. Hợp để em qua em giao lưu nhà trai nè. Xin chào chị Nam Thư ạ. Dạ chào anh. Cái điều gì ở bạn gái mà anh không thích à? Đó là tính lăng nhăng chị. Em tính em không có lăng nhăng nên bạn gái cũng không có thích lăng nhăng giống em. Anh nghĩ là bản thân mình có cái tật xấu nào mà xấu nhất không? Xấu chắc em cái gì cũng nhanh chị. Em làm nhanh, ăn nhanh, nói chung tắm cũng nhanh, nói chung tắm nhanh, hiểu nhanh á. Nhiều khi người ta không thích mình nhanh. Từ nãy tới giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện, nghe Diễm bên này nói chuyện, dạ. Anh tưởng tượng ra Diễm bên này là một người nó... Dạ, em nghĩ chắc là bạn ấy là một người xinh xắn, dễ thương, hiền. Có muốn gặp liền không? Dạ, muốn liền chứ vậy, chị cho em đứng rồi. Vậy. Muốn gặp liền đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trước khi gặp Diễm thì mình đi qua bên gia đình cái đà. Diễm, hôm nay em tới đây em đi tham gia, em đi với ai? Em đi với chị họ, với bạn làm chung á chị. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào bạn Nam bên đây. Em thấy bạn Nam bên đó làm sao? Dạ, em thấy cũng được. Theo như em đánh giá thì là bạn cũng khá chân thành. Em thấy hai người là khá xứng đôi. Khá xứng đôi dạ, hả? Cảm ơn em nha. Em đi với ai? Dạ, em nói đi với anh bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với Nhân, cũng là anh kết nghĩa với Nhân. Thì tính Nhân rất là nhút nhát, mà anh được cái là anh rất là thích sưu tầm vàng, sắm vàng không mà làm xong còn tiền bạc về cái sắm vàng không mà. Cái này hay à. Đúng rồi, anh rất là thích về nghiên cứu về vàng. Em thấy là hai bạn cũng hợp, hai bạn cho nhau cơ hội thì cuối năm này thì mình tiến tới luôn cũng được. Anh thấy Nhân gọi là dự trữ vàng nó nhiều nhiều chưa? Dạ nhiều lắm anh Linh ơi. Nhiều lắm. Được ha, người đàn ông là có chuẩn bị hết rồi đó. Cảm ơn anh đã cho biết những bí mật của Nhân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Thì hôm nay đến chương trình anh có hai món quà là xin tặng em. Đó là một cái cây son mà anh không biết em thích màu gì, anh chọn đại cái màu hồng, anh hy vọng em sẽ thích. Hình như cái màu giống như cái màu trên môi em đang xài sao á. Hy vọng em thích. Anh xin tặng em quà, đây là một cái chiếc từ nhẫn á. Dạ. Đeo vô. Đúng. Dạ được rồi, để cho. Em thì không có gì, em chỉ có một cuốn sách này thôi. Thì sách em đọc em thấy rất là hay, em không biết anh đọc chưa. Có nhiều cái để mình học hỏi, như là một vấn đề thì nam nghĩ sao và nữ nghĩ sao. Cảm ơn rất nhiều. Anh cảm ơn em. Xin chào em, nãy giờ anh cũng chia sẻ hết những cái ưu nhược điểm tính cách và cái cá tính của anh á. Thì em nghĩ anh là những người như thế nào? Thấy anh hơi chậm tính, có khả năng là phù hợp với yêu cầu của em đó. Anh thấy em có phần dữ không? Không, em thấy anh hiền mà, cười dễ thương nữa. Đó là chưa biết em thôi đó, em mời thân rồi anh sẽ biết. Bây giờ mình làm một cái hành động để kiểm tra cảm xúc của mình ha. Mời hai bạn đứng lên. Bây giờ mình nắm tay nhau đi. Không sao. Trời ơi, nắm tay bạn gái mà không hỏi nắm sao. Đây. Ta chưa có bạn gái mà. Rồi, mình nắm và mình nhìn vào mắt nhau nha. Xem thử cảm nhận của mình về đối phương như thế nào. Em thấy anh nó đang rất là rung luôn á. Em rung mà anh rung em đó. Tại vì nó hồi chưa nắm tay ai bây giờ. Có thể hát một bài đó tặng bằng nữ gì đó.
Thì anh thì tính anh hát. Ủa, không sao buông rồi, buông rồi, nắm nó đi. Chưa mà. Anh kêu nắm nữa, mình nắm nữa. Cái cảm giác chúng ta để đó khoảng dừng vài phút đi. Anh thì hát không có hay, trong công ty thường mà mọi người đi hát anh chỉ vô anh ngồi anh nghe thôi. Thì anh hát anh tặng em một bài, nếu mà em thuộc thì hát cùng anh nha. Dạ. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh, buổi hẹn hò còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. À, em xin hết. Có duyên lắm á. Dạ cảm ơn anh. Sau khi nắm tay thì mình hiểu được cảm xúc của mình như thế nào rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái bước hết sức quan trọng là bấm nút. Một lần nữa chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Người ngồi kế bên mình có thực sự phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không? Nếu đúng là một nửa của mình thì đừng ngần ngại, hãy bấm nút. Còn nếu không phải thì chẳng sao cả, nhường cơ hội đó lại cho người khác. Và hãy luôn trung thực với chính cảm xúc của mình. Chưa đếm luôn. Em chưa kịp đếm nha mọi người. Em lập lâu quá Thư ơi. Em lập lâu quá hả? Rồi nắm tay nhau đi. Nắm tay phải lâu lâu, chứ không phải nắm tay rồi buông liền. Nắm hai tay cho chắc à. Rung không? Nãy tay rung không? Tay còn rung. Nắm hai tay cho bớt rung, rung quá lỡ đó. Trời ơi trời, tôi thấy thương ghê mà. Bây giờ mình làm tới cái việc này là rung hơn nè. Mình phải thực hiện một cái thủ tục quy định của bản hẹn hò. Hãy dành cho nhau một nụ hôn ngay tại sân khấu này, như là một bằng chứng chứng minh cho tình yêu sắp tới của chúng ta. Xin phép quý vị khán giả và anh Quyền Linh diện thưa cho em hôn bạn gái một cái. Dễ thương không? Ảnh rung lắm. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân.